Xin được gửi lời chào đứa thon thở anh em làm thợ đam mê bẫy chim. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục đăng tải cái video ngắn để giới thiệu về cái mẫu chép đánh chim sẻ và làm luôn một cái video để hướng dẫn anh em độ loa. Khi anh em có loa chép thì anh em thấy cái video đây. Hôm nay khách hàng lại tiếp tục đặt. Thì mùa chim sẻ như anh em biết ý, mùa chim sẻ là cũng đến cuối vụ rồi. Nhưng những đàn sẻ cuối vụ nó cũng vẫn bắt đầu ra thì vẫn có thể đánh được, nhưng để độ hiệu quả nó cao thì anh em nên độ những bộ trang này. Thứ nhất là đánh chim sẻ, thứ hai là đánh chim di, thứ ba là đánh chim chích chòe và thứ tư là anh em đánh chim khuyên. Nên anh em độ bộ loa bộ trang này vào thì nó sẽ không còn những tiếng ồn tiếng tạp, nó chỉ còn tiếng chim và tiếng rất là trong, rất là đanh. Thì để không mất thời gian thì em sẽ độ luôn, tiến hành em độ luôn cho các bác xem. Bên em thì cung cấp đầy đủ tất cả những cái phụ kiện săn bẫy, đồ bẫy chim, đồ bẫy chim sẻ hoặc là những cái đồ gì mà anh em cần thiết để anh em đam mê, anh em cứ alo đến đơn vị của chúng em và em sẽ gửi đến cho em trên mọi miền Tổ quốc. Để những cái dòng loa điều khiển từ xa như này, những cái dòng loa vừa mới ra đời loa 998 đời 2019 vừa mới ra rất là mới. Thì loại này mà để anh em đánh chim sẻ rất là hợp lý bởi vì nó nhỏ gọn. Bây giờ em sẽ độ luôn cái loa này. Độ thì đơn giản thôi, cái chiếc ốc nhồi với lại cái chiếc thầy anh bọn em đấu sẵn như này rồi, đấu sẵn cho anh em như này rồi. Đây hai thầy anh hai ốc nhồi đấu ra hai cổng như này, đấu về chung một cổng như này để cắm vào loa này, đánh rất là hay. Anh em có nhu cầu cái mua chiếc này về, nếu anh có loa rồi, bạn anh em mà chưa có loa thì alo cho em độ luôn cho. Phụ kiện đi kèm với những cái dòng loa điều khiển từ xa này ấy, thì nó không thể thiếu những cái túi đeo như này và những cái chiếc điều khiển, những quả pin, tặng kèm anh em một cái micro và những cái dây đeo của loa đấy. Bây giờ em sẽ tiến hành em tháo ra em độ. Rất là chắc. À, chắc quá. Con E76 này. Nói chung là cái hình thức độ thì rất đơn giản bởi vì khó nhất là cái khoản hàn này thì nhà em cũng hàn hết rồi. Cái rắc cắm này thì anh em chỉ tháo bốn con ốc này ra, anh em rút cái rắc của cái bát loa ra ấy, anh em cắm vào là xong. Anh em cố gắng theo dõi cùng em một chút nữa. Em độ xong thì em sẽ mở tiếng lên cho anh em xem luôn, để xem tiếng nó có chuẩn không. Nhiều anh em đòi hỏi tiếng chuẩn, anh em mà muốn tiếng chuẩn thì anh em phải độ cái xét này vào thì nghe nó mới chuẩn được. Mùa này đánh sẻ, đánh chim di, đánh chim khuyên thì anh em độ. Còn khi nào mà hết mùa ấy thì anh em muốn bẫy những con chim khác ấy thì anh em tháo cái chiếc này ra, anh em lại cắm cái bát của loa cũ vào, anh em lại đánh tiếp được. Mùa nào thì chúng ta dùng cái đấy. Để tháo ra thì anh em cứ bỏ cái này ra thôi, nhấc hẳn cái này ra. Nhấc hết rồi. Nhấc ra thì anh em ở đây là có cái bát của cái loa, cái rắc của bát của loa đây, anh em nhìn thấy đây, rắc bát loa đây, anh em rút nó ra thôi. Rồi rút ra thì anh em cắm cái chiếc này vào nó kêu luôn. Đấy. Cắm vào xong thì anh em cắm thẻ nhớ vào, anh em thử xem là nó đã kêu chưa, xem là mình đã lắp đúng chưa. Xong một cái loa, độ rất đơn giản thôi. Khi độ xong ấy thì em hướng dẫn luôn là cái bát này các bác đánh chim sẻ thì không cần, nên bậy nó ra đấy anh em bậy ơi. Đây em bậy ra nhưng mà em vẫn gửi về cho anh em nhé, khi anh em độ loa ấy, em vẫn gửi về cho anh em. Đấy, xong bắt đầu anh em nắp lại cái bảng mạch này. Oh.
các bạn lắp lại vị trí như cũ là xong luôn. Nó cũng rất là đơn giản, cho nên là cái này còn là em làm video lên em. Thứ nhất là em giới thiệu về sản phẩm là chính. Còn về tất cả những cái độ này thì em nghĩ là ai cũng làm được thôi. Gọi là chia sẻ cho nó vui ý. Anh em vào xem video ủng hộ em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp hai số điện thoại trên tiêu đề video đấy, thì em sẽ gửi đến cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, khi xong rồi các bác lắp vào là xong luôn. Đây, lắp vào. Cái đầu này thì nó bị khi bị mắc ấy thì các bác là lấy cái kìm. Đây. Anh em lấy cái kìm. Anh em thích để ra bên nào thì anh em cắt bỏ đi. Đây. Em sẽ cắt bỏ bên này đi. Anh em để vào là được. Đấy, nghe được rồi. Anh em lắp cái con ốc vào là xong thôi. Lại lắp ốc trả nó. Nói chung là rất đơn giản. Thì, nếu anh em độ check 1 thì anh em cho hết tất cả những cái đống này vào. Cho hết cái check đơn với check thanh vào. Còn độ check đâu thì thôi anh em nên để ra ngoài. Bởi vì nó cũng vừa cho vào trong cũng không vừa ấy. Cho nên em sẽ cho ra ngoài. Đấy, anh em đã độ xong một con loa E76. Tiếng thì nếu mà đã xác định anh em độ về lại bẫy chim sẻ ấy thì anh em cũng tiếng đều như nhau hết, anh em độ tất cả loa nào cũng như nhau hết, kể cả từ loa cao cấp hay là loa bình thường thì tiếng nó đều giống nhau. Đây em này, cái này bị rơi ra, em tháo ra cho lại, tiếng đều giống nhau thôi. Còn đâu là những dòng loa cao cấp hơn nhau thì nó chỉ hơn nhau về thời lượng pin và hơn nhau cái điều khiển từ xa hơn thôi. Đấy, còn về tất cả những cái âm thanh thì nó như nhau khi anh em độ check đấy, cho nên anh em yên tâm nhé. Anh em nào muốn chơi loa E76 thì chơi, mà giờ chơi giống loa cao cấp hơn một chút thì chơi. Đấy, thì quan trọng nhất là cái tiếng của cái bộ check này thôi. Bây giờ em sẽ lắp nó vào. Anh em nào chơi sẻ thì em khuyên một câu chân thành là anh em độ nó vào, đánh sẻ nó sẽ hiệu quả hơn gấp 3 lần đấy, so với khi anh em không độ. Đấy, như vậy là đã độ xong, xoáy ốc là cũng xong rồi. Nó có rất nhiều kiểu độ, nói chung là em gọi là có cái video chia sẻ lên, thứ nhất là để cho anh em góp ý, anh em nào mà có cái nhiều kiểu độ hay ấy. Đấy, khi độ xong rồi thì em sẽ dán cái hai cái con thạch canh này vào. Đấy, xong là gửi đi cho anh em thôi. Rất đơn giản. Đây, bây giờ các bác muốn thử lại mở loa lên. Đây. Cắm thẻ nhớ vào. Em nghĩ là rất ổn đấy. Thì bây giờ em đã độ xong một con, bây giờ em tiếp tục độ sang con 998 này, 998 này. Còn VK398 đời 2019 vừa mới ra xong, loa rất là nhỏ gọn đấy. Nếu mà để so sánh với con E76 thì nó cũng chỉ bằng nhau thôi, nặng hơn nhau một chút đấy, hợp lý cho anh em bẫy chim sẻ nhá. Video ngắn này em gọi là chia sẻ để cho anh em. Em xin phép là kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn anh em.